Chào bà chủ, đang ngâm cái gì thế? Đây là hạt nở, đừng sờ vào, không ăn được. Cho tôi một miếng thịt cay. Thịt cay đằng kia, bạn tự lấy đi. Một túi mì viên nữa. Được rồi. Ôi cay quá, cho túi nước đá. Có ngay. Nhanh lên bà chủ. Bắt lấy này. Quá đã. Giật cả mình. Ghi sổ cho tôi nhé. Đứng lại, lọ của tôi. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách ăn dưa leo kiểu mới. Loại bỏ đầu, loại bỏ đuôi, cắt ở giữa. Sau đó cho vào túi zip, cuốn nó vào một cái khăn, cuốn gọn lại không để hở. Rồi đặt nó ở phía dưới bánh xe. Hãy mở khăn ra. Đổ dưa leo ra đĩa. Lấy bịch chân gà ra. Đổ phủ lên dưa leo. Ăn một miếng dưa leo trước. Rồi ăn chân gà. Bạn sẽ cảm nhận được sự mới lạ. Ồ, bà chủ dùng cốc trà pha cái gì thế? Nồi để nấu mì ăn liền. Lấy cho tôi một túi kem đá. Được, chờ chút. Trời nóng quá mà. Lấy thêm miếng thịt ướp cay. Anh tự lấy đi. Kem đá đây. Ừ, cảm ơn. Tôi đi nhé, chào bà chủ. Chưa trả tiền mà. Ghi sổ đã lúc khác trả. Trời ạ, nếu trả sớm. Chân gà rút xương của cô gọi. Này, cho một chai sữa đậu. Sữa đậu của cô đây, còn đây là tiền thừa. Bao luôn cho cô đấy. Chào bà chủ. Chào anh, hôm nay đến mua gì thế? Chiết cho tôi chai nước tương và thêm một gói sợi siêu cay. Được rồi. Anh vẫn chưa trả hết nợ. Hai ngày nữa sẽ trả, đừng lo lắng. Cay quá đi, bà chủ, cho tôi chai nước ngọt, nhanh lên. Này bắt lấy. Được. Chào bà chủ, tôi đến rồi. Đến thì đến, két to giật cả mình. Bà chủ, nấu gì nhìn ngon vậy? Vừa chiên xong. Bán tôi kèm với hai miếng thịt cay. Anh tự lấy đi. Làm bánh kẹp khỏi chê. Ôi ngon quá. Cay nữa. Bà chủ, lấy tôi lon nước ngọt. Chờ chút nha. Của anh đây.
sảng khoái. Quá đã. Của tôi hết bao nhiêu? 2 miếng thịt cay, 1 lon nước, 3 đồng mốt. 3 đồng năm này, khỏi thối, tôi về đây. Này, dành lại đến nhé. Chân gà cay ủ vị của thím đây. Ê, lấy thêm chai nước ngọt. Nước ngọt thím gọi. Tiền thừa này. Này, bo luôn cho anh đấy. Giật cả mình. Bà chủ làm gì thế? Là tôi đây. Đừng chạm vào móng giả của tôi. Đi làm cho tôi tô mì gói. Chờ chút đi. Lấy thêm 2 miếng thịt cay. Anh tự lấy đi. Cay quá. Xong rồi này, hôm nay nhà không nấu cơm à? Mẹ tôi bận. Của tôi hết bao nhiêu? Tổng cộng 6 đồng. Trả bạn. Vẫn thiếu 1 đồng. Mai trả nốt, hôm nay vội quá. Tôi về đây. Ừ, biết ngay. Chào bà chủ, đang xem gì thế? Chào anh. Đi chiết cho tôi chai nước tương. Được, chờ chút. Lấy thêm 1 gói cua rang nữa. Anh tự lấy đi. Cay cay thơm thơm. Của anh đây. Đào giòn loại mới à? Ngon không bà chủ? Đúng rồi, ăn thử đi. Giòn ngọt, quá đã. Kem được rồi, chén thôi. Bà chủ cho 1 đĩa chân gà ủ cay. Đi đứng không nhìn à? Chân gà ủ vị cay đấy à? Chân gà ngon thật nhỉ, ăn là không dừng được luôn. Tất nhiên rồi, thế nên tôi mới gọi. Cô này đã ăn của tôi, lại còn tranh với tôi à? Ai cần cô gấp hộ? Chân gà ủ vị của chị. Của tôi gọi đưa ra rồi mà, chắc là của cô kia. Không phải đâu, nãy là đĩa của chị này, giờ mới mang ra của chị. Không sao đâu, ăn chung cũng vui mà. Đúng, cảm ơn cô. Hôm nay sẽ làm bắp rang bơ, gắp hạt ngô ra khay, thổi hết dầu ngô đi, mở bếp ra cho rơm vào, nhóm lửa lên, cho một chút dầu, đổ hạt ngô vào, đảo đều rồi đậy nắp. Cho đường vào bắp rang. Đã xong, múc ra đĩa nào. Bật phim lên, thêm nước ngọt là quá đỉnh. Chào bà chủ, ăn gì ngon thế? Bắp mới ra ngon lắm, bạn mua gì? Lấy tôi gói bánh đậu xanh. Chờ chút. Thêm 2 lát cay nữa. Bạn tự lấy đi. Cay cay ngon ngon. Bánh đậu xanh đây. Ngọt ngào, quá ngon. Của tôi hết bao nhiêu? Bạn hết 5 đồng. 5 đồng này, tôi về đây.